phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đặc điểm bệnh: dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh không lây lan trên người. Heo khỏi bệnh vẫn có thể mang trùng và truyền lây bệnh suốt đời. Thời gian ủ bệnh từ 4 đến 19 ngày. Virus tồn tại thời gian dài trong thịt đông lạnh 1.000 ngày, giam bông 140 ngày. Virus có thể bị tiêu diệt ở nhiệt độ 60 độ C trong 20 phút. Chưa có vaccine và thuốc điều trị bệnh dịch tả lợn châu Phi. 2. Triệu chứng bệnh: heo sốt, không ăn, nôn mửa, ủ rũ, lười vận động, có thể hôn mê. Heo có biểu hiện đau vùng bụng, vành tai, đuôi, cẳng chân, da phần dưới ngực và bụng có thể có màu đỏ sẫm, xanh tím. Heo chết đột ngột, phủ tạng, tim, phổi, ruột thận, xuất huyết. 3. Đường truyền lây: virus truyền lây qua chất tiết, dịch tiết, chất thải và các chế phẩm từ thịt heo. Con người và phương tiện vận chuyển là hai yếu tố quan trọng làm lây lan bệnh. Phòng chống bệnh: thực hiện tốt 5 không: 1. Không giấu dịch. 2. Không mua bán vận chuyển heo bệnh, heo chết. 3. Không giết mổ tiêu thụ thịt heo bệnh, thịt heo chết. 4. Không vứt heo chết ra môi trường. 5. Không sử dụng thức ăn dư thừa nuôi heo mà không qua xử lý nhiệt.